Không, đụng cái tay vô là lên nè. Đụng cái tay vô lên. Tôi đã bước vào vòng loại thứ 3. 800m trên Tân Nam để đua xe ngò lễ hội ông bóc 2019. Không thấy giờ anh nắm cũng không, cái độ của thằng bác sĩ nó lên cao lắm. Học nó đâu nó chung đâu, mỗi cái môn riêng mà. Như hồi xưa chung chết mẹ đâu mày này học. Nó dở lắm. Dân đến rất đông, nhìn rất